Mẹ cháu thế nào rồi ạ? Yên tâm, bản lĩnh của Kim Nhung đã được rèn giũa qua thời gian làm việc với chủ tịch. Ai cũng có một con tẩy của mình, chủ tịch cũng không dồn đến bước đường cùng đâu. Còn cháu thì nghĩ là bố cháu đã làm tới nước này thì ông ấy sẽ không từ việc gì đâu ạ. Chú Khải, chú nhớ cẩn thận ạ. Có bất cứ việc gì xảy ra, con đừng lo lắng. Yên tâm, mẹ biết cách bảo vệ bản thân mình. Đừng lo lắng quá. Mẹ à, con đây ạ. Mẹ đây, mẹ vừa xuống máy bay. Mẹ ơi, tình hình sao rồi ạ? Mẹ vẫn khỏe. Người ta yêu cầu chỉ là sang hợp tác thôi mà. Sẽ có luật sư hỗ trợ, con đừng lo. Nhưng bố Duy là người đã giật dây vụ tố cáo này. Con chỉ sợ... Mẹ đã bảo chú Khải nói lại với cả hai con. Sẽ không sao đâu. Luật pháp chặt chẽ, không phải muốn vu oan cho ai cũng được. Mẹ sẽ gọi điện về thường xuyên, hai con đừng lo nhé. Mẹ nhớ cẩn thận nhé. Mà mẹ phải hứa là sẽ quay lại sớm với con đấy. Có con gái mẹ ở bên đó, mẹ sẽ về sớm chứ. Chỉ vài ngày thôi. Con đợi mẹ nhé. Thôi, mẹ phải đi đây. Vâng ạ, con chào mẹ. Vâng ạ. Ừ, chào con. Mẹ Nhung là người mạnh mẽ mà. Với lại, ở đây cũng có luật sư nữa. Sao thế? Mẹ bảo là sẽ gọi về mà mãi không thấy. Mà em gọi thì mẹ không nghe máy nữa. Không biết là có sao không nhở? Chắc không sao đâu. Chú ạ, cháu đây. Mẹ Nhung về nước rồi ạ? Không thấy gọi gì cho cháu ạ. Dạ vâng. Vâng ạ, cháu cảm ơn. Sao chú Khải với mẹ lâu thế nhỉ? Giờ này phải về đến nhà rồi chứ. Hay là anh gọi điện thử xem. Mẹ đây. Hai đứa đang ở bên nhà. Chờ mẹ một lát nhé. Mẹ đi đâu ạ? Sao không về nghỉ ngơi đi ạ? Mẹ đang trên đường qua nhà bố con. Có những chuyện mẹ cần phải giải quyết cho xong. Mẹ, mẹ cứ từ từ đã ạ. Hay là đợi chúng con đi cùng? Không sao. Đây là việc của mẹ. Để mẹ xử lý. Các con không cần phải lo. Ông ta cũng chỉ muốn dọa mẹ và hai con vì đã không làm theo ý của ông ta thôi. Chứ ông ta cũng thừa biết chuyện này ngớ ngẩn thế nào. Vâng, thế có gì mẹ thông báo cho bọn con nhé. Ừ. Chào hai con, mẹ tắt máy nhé. Dạo này không biết có chuyện gì mà mỗi lần gặp cái Trang thấy nó có vẻ bồn chồn lắm. Thế ạ? Có khi là do cô Nhung có chuyện gì cho nên là nó mới bồn chồn như thế đấy mẹ. À, ừ thì nó giờ cũng phải dành thời gian cho mẹ ruột của nó chứ. Mẹ, mẹ vẫn còn con với cái Vân để chăm bẵm đấy. Thế làm sao mà nghe giọng chưa gì đã tủi thân rồi. Tại sao? Đang nóng chảy mỡ thì này, sáng mà làm gì đi ra nhặt rau đi. Ừ, càng nóng con càng ôm. Con ôm cho mẹ hết tủi thân. Dở dần. Ai lại đi tủi thân? Thế mẹ không tủi thân nữa nhá. Nhớ, chứ không con ôm à, cháu ơi, chảy hết cả mỡ ra đấy. Thôi đi ra nhặt rau đi. Vâng.